chấn động, hé lộ sự thật tuyệt vời về tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, tháng 7 cô hồn, lén làm điều này. Vận may liên tục kéo đến, trúng số liên tiếp, tiền bạc ào ào về như thác lũ, trả sạch nợ nần, khổ mấy cũng đổi đời đại gia. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, cuộc đời có được có mất, vạn vật trên đời cũng luôn tương sinh, tương khắc, họa là căn nguyên của hạnh phúc, và phúc cũng chính là mầm móng tạo lên tai họa. Vậy nên khi vui vầy trong hạnh phúc, cũng chớ quên đi tu dưỡng chính mình. Cũng như khi trong tai ương, hoạn nạn cũng đừng chán trường, buông bỏ, bởi sau điều tai họa ắt là điều hạnh phúc. Trong tử vi 12 con giáp, xin chia buồn với con tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, sang tháng 7 âm lịch hay còn được gọi là tháng cô hồn này, bị hung tinh chủ hao tài cản trở, nên cần đề phòng họa phá tài dồn dập, tiền bạc làm ra chẳng dễ gì mà lại để trôi đi theo dòng nước. Bản mệnh chớ nên vì một phút bốc đồng mà đầu tư mù quáng, vì nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của kẻ xấu, những lời chào mời nghe có vẻ dễ dàng để kiếm tiền, nhưng chẳng có món lợi nào từ trên trời rơi xuống như vậy. Vậy vận số của người tuổi này sẽ ra sao? Trong tháng 7 âm lịch này mệnh chủ cần làm gì để đón tài lộc vào nhà? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Đầu tiên, xét về tính cách và cuộc đời tuổi Mậu Thân 1968. Xét theo tử vi tướng mệnh, người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 hay còn gọi là độc lập chi hầu, khỉ độc thân, ngũ hành bản mệnh, đại trạch thổ, đất nền nhà, tướng xương xương con khỉ, tướng tinh con lạc đà. Những người tuổi Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu, vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh nhờ vào sự hài hước của mình. Trong đám đông, tuổi Mậu Thân nổi bật, thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện cười thú vị, độc đáo. Mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện, cởi mở và hài hước. Bản mệnh giỏi trong cách giao tiếp ứng xử và thuyết phục người khác, bởi vậy họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Nơi họ đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui, nhộn nhịp, chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh, buồn chán. Cuộc sống năng động của họ luôn xoay quanh những điều thú vị, mới mẻ, không bao giờ nhàm chán. Tuổi Thân truyền cảm hứng, sức sống dồi dào mãnh liệt của mình cho những người thân xung quanh. Tuổi Mậu Thân có thể thành công trên nhiều lĩnh vực, bởi ngay từ khi còn trẻ những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình. Họ thích hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể. Mệnh chủ có thể thành công trên nhiều lĩnh vực, đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Mậu Thân thật hoàn hảo và thông minh. Họ suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công. Họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Thân thật hoàn hảo và thông minh. Họ suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công. Khi đối diện với khó khăn, thử thách, bạn luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình. Họ độc lập giải quyết công việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng sẽ giúp họ lường trước được tất cả mối nguy hiểm ở trước mắt. Nếu làm việc tập thể, tuổi Mậu Thân sẽ không bao giờ để mình chịu thua bất kỳ ai. Nếu có người hơn mình, họ sẽ cố gắng phấn đấu để vượt lên vị trí dẫn đầu. Những người này có sức cạnh tranh mãnh liệt và đôi chút ghen tị khi người khác đạt được thành công. Tuy nhiên, họ khéo léo che giấu đi cảm xúc thật sự của mình không để cho ai biết. Tuổi Mậu Thân nghiêm túc với công việc và các mối quan hệ trong xã hội của mình. Nếu đã xác định được mục tiêu và tìm thấy cơ hội cho mình, họ toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp và xây dựng một niềm tin vào chiến thắng. Với sự điềm tĩnh và mềm mỏng trong giao tiếp, thì tuổi này rất thích hợp làm ngoại giao, tư vấn hay vì sự xoay chuyển, ứng phó rất nhanh nhẹn, thì kinh doanh bất động sản, nhà đất cũng hợp với họ. Các ngành nghề liên quan tới chăm sóc sức khỏe hay tư vấn mua bảo hiểm hứa hẹn sẽ mang lại thành công lớn trong sự nghiệp của những người tuổi Mậu Thân. Có thể thấy với tài ngoại giao tốt như vậy, thì việc kinh doanh với tuổi Mậu Thân là vô cùng dễ dàng. Tuổi này có thiên thời, địa lợi về thiên can, địa chi ngũ hành nạp âm, nên hầu hết trong số họ khá giả và giàu có. Tiền bạc của họ thu được nhờ nỗ lực, quyết tâm và các tác động ngoại cảnh thuận lợi đưa lại. Bản mệnh chỉ cần chăm chỉ làm ăn, nghiêm túc cống hiến thì mọi việc đều tiến triển thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ gặt hái thành công, thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, bản mệnh nên chăm sóc cẩn thận cho sức khỏe, đề phòng ngã bệnh. Cát tinh chiếu mệnh giúp đời sống tinh thần của con giáp này có nhiều cải thiện tích cực. Nhân duyên hài hòa cũng rất có lợi cho việc mở rộng mối quan hệ, đặc biệt trong hợp tác làm ăn. Cô bác về già hay suy nghĩ nhiều, tự hỏi bản thân đã làm được gì,
chất vấn bản thân đã làm tốt nghĩa vụ của cha mẹ, con cháu hay chưa. Những trông chênh tuổi xế chiều không phải ai cũng thấu hiểu. Nhưng xét cho cùng, quan trọng khi về già là chúng ta có sự an nhiên, vui vẻ và mạnh khỏe. Ăn ít, làm ít và nghĩ ít sẽ đạt được sự mạnh khỏe từ thể chất tới tinh thần. Theo năm tháng cuộc đời, ở thời điểm cuộc sống nhiều rối ren, lắm mỏi mệt, người ta thường chần chừ không dám quyết định, quẩn quanh những suy tư, sốt ruột đợi chờ kết quả, cám cảnh cho những nỗ lực của bản thân. Tiếc nuối cho một đoạn thanh xuân đã tin yêu và nỗ lực, tiếc rằng chẳng nhận lại được những gì xứng đáng được về thân, hiện tại cơ hội là có nhưng chưa có kết quả rõ ràng và cụ thể. Vận thế thấy sự xoay chuyển nhưng chưa được quá thuận lợi, hanh thông, vì 1968 cái trắc trở khá lâu rồi, nên để mọi thứ hồi phục hoặc vận may trở về thì cũng cần một đoạn thời gian, nên đừng quá bi quan, cũng đừng quá suy tư, cũng đừng quá chán nản. Cái cám cảnh về đoạn ta cống hiến nhưng không nhận lại, ta nỗ lực nhưng không có thành tựu, ta đợi chờ nhưng không thu được sự công nhận về thân. U cũng là điều dễ hiểu trong cái đoạn vừa rồi, giờ là lúc không cần quá phiền lòng hay bận tâm về những tàn dư của quá khứ. Những năm đã qua nhìn lại là nhiều tiếc nuối, dọc ngang lắm đều trăn trở. Bao lần tặc lưỡi kèm một chữ nếu, bao lần trằn trọc cho sự biết trước mà mình lại không tuân thủ làm theo. Mỗi người đều có cách sống riêng của mình, tự thân vui buồn, tự thân biết, tự mình vui vẻ, tự mình hay, đôi khi trong mắt ta nó là địa ngục, mắt người khác lại là chốn thiên đường và cũng đôi khi trong mắt mình là thiên đường mộng ước, mắt người khác lại địa ngục trần ai. Quá khứ là thứ bạn không thể thay đổi, nên thay vì phiền muộn cho những gì đã qua, hãy mạnh dạn đứng lên cho đoạn thời cơ cận kề ở phía trước. Kẻo vài ba năm sau nhìn lại lại tiếp tục trăn trở cho cái đoạn hiện giờ, vậy tận dụng được hay không, nắm bắt được hay không, giản đơn chỉ là do chính mình. Xét tổng quan tháng 7 âm lịch tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Tháng 7 âm lịch này là tháng Nhâm Thân, thiên can Nhâm Thủy, địa chi Thân Kim, Mậu Thân thiên can Thổ, thiên can Kim. Theo ngũ hành dự báo cơ hội xuất hiện cũng đi kèm chút thách thức khiến bạn lo lắng, do đó bạn cần mạnh mẽ chứng tỏ năng lực thì không có gì phải sợ hãi cả. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, trường sinh nhập mệnh là cơ hội để tuổi Mậu Thân thể hiện sự tài hoa của mình trong công việc. Ít khi bạn có được vận may này, vậy nên hãy tập trung thể hiện thật tốt. Có thể con người trước đây của bạn không được công nhận nên bạn phân vân không biết là nên làm theo những gì người ta thích hay là làm theo ý mình. Lời khuyên là hãy cứ là chính mình, nhưng không quên lắng nghe để có một số điều chỉnh nhỏ để cải thiện. Nếu có thời gian rảnh rỗi, bạn có thể hỗ trợ những đồng nghiệp mới, giải quyết một số vấn đề rối ren, bạn chắc chắn sẽ chiếm được lòng tin của họ và danh tiếng của bạn sẽ tăng cao. Tháng này, tuổi Mậu Thân cũng có xu hướng đặt công việc lên trên tình cảm nên có chút lục đục, căng thẳng trong gia đình. Tuy nhiên mặt khác lúc này có lợi ích cho sự sinh nở, nếu có kế hoạch con cái thì nên thực hiện trong tháng này. Thái tuế hung tinh xuất hiện cũng là lời cảnh báo để bản mệnh thận trọng hơn khi tham gia giao thông trong tháng 7 âm lịch này. Nhất là khi xuất hành xa nên có những biện pháp đề phòng, lỡ khi có rủi ro xảy ra còn có cách xử lý nhanh chóng. Tháng cô hồn theo quan niệm dân gian cũng là tháng xấu, tháng đen đủi, không thích hợp để làm những chuyện lớn, chuyện đại sự trong đời như cưới xin, làm nhà hay cầu tài lộc. Ở Việt Nam, tục cúng cô hồn được kéo dài trong suốt tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm của người Việt thì trong tháng cô hồn, việc cúng chúng sinh không chỉ để không bị ma quỷ quấy nhiễu, mà còn mang cái tâm thiện đức, muốn làm phúc cho chúng sinh, mong rằng những cô hồn vất vưởng trong những ngày này ít nhất cũng được an ủi phần nào, được ăn no, ăn ngon. Ngoài ra, tháng 7 âm cũng là lễ Vu Lan báo hiếu, theo lời Phật dạy. Các Phật tử muốn báo hiếu cho đấng sinh thành thì đều cử hành lễ Vu Lan để cầu siêu cho cha mẹ và cầu phúc, giải thoát cho những vong hồn. Nguồn gốc khác nhau nhưng hai lễ cúng lớn trong tháng 7 âm lịch đều mang ý nghĩa nhân văn cao cả, đề cao lòng hiếu thảo, báo hiếu công ơn cha mẹ và làm phúc ban ơn, bố thí cho kẻ đói khổ. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Mậu Thân 1968 tháng 7 âm lịch. Theo tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, thiên ấn soi đường chỉ lối, nên vận trình sự nghiệp của tuổi Mậu Thân không có gì quá lo lắng. Vì có khó khăn thì bạn cũng hoàn toàn xử lý được mọi việc một cách nhẹ nhàng. Tháng này bạn có nhiều cơ hội tiếp xúc với những nội dung công việc mới, đi công tác hoặc gặp gỡ khách hàng. Khi đó, thách thức và cơ hội sẽ cùng xuất hiện, đòi hỏi bạn phải thật bản lĩnh. Những người kinh doanh mới hoặc bắt đầu môi trường mới dự báo sẽ trải qua nhiều thách thức. Trên thực tế, đừng quá lo lắng, hãy hỏi lời khuyên của những người có nhiều kinh nghiệm hơn. Bạn có thể tìm ra giải pháp tốt nhất. Tuổi Mậu Thân được xem là con giáp mạnh mẽ, quyết đoán và có khả năng lãnh đạo bẩm sinh. Tuy nhiên, thời gian qua họ có thể đã trải qua nhiều thử thách lớn.
Nhưng sau đó khi mọi việc đã được xử lý, thì vận trình sẽ thay đổi tích cực, mang đến những bước ngoặt quan trọng. Tháng 7 âm lịch dự báo, bản mệnh cũng dễ gặp phải những đối thủ mạnh trong trường hợp có nhiều người cùng cạnh tranh với mình. Bạn không được xem nhẹ, dù sao họ cũng có thế mạnh riêng mà không phải ai cũng có được. Xét phương diện tài lộc tuổi Mậu Thân 1968 tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, tuổi Mậu Thân sẽ có sự chuyển biến lớn về vận may, sự nghiệp và tài chính. Đây là thời điểm để họ tận dụng cơ hội, phát huy hết khả năng của mình và đạt được những thành công rực rỡ. Thực thần ghé thăm cho thấy có tài lộc, thế nhưng nếu lười biếng không nắm bắt cơ hội thì sẽ phải hối hận. Đây còn là điềm báo gặp may. Có thể khi bạn gặp khó khăn trong tháng sẽ ngay lập tức có người giúp sức, nhưng cũng đừng vì thế mà phụ thuộc vào người ta quá. Tỷ Thiên xuất hiện lúc này dự báo, mọi người không phải ai cũng ủng hộ những gì bạn đang thực hiện, dù công việc này nghe có vẻ hơi mơ hồ. Bạn ít nhất vẫn thấy rất thích thú, các cơ hội kiếm tiền đang bắt đầu rộng mở, thích hợp để đầu tư nhưng tránh nóng vội. Nếu có bất cứ cơ hội nào để cải thiện về tài chính hoặc một cơ hội kiếm ra tiền nào đó thì nên bắt tay thực hiện các kế hoạch. Tất nhiên bạn cũng cần có chút phân tích thông tin và đánh giá tổng quan trước khi bỏ tiền, cho dù bạn chưa biết nó sẽ dẫn mình tới đâu nhưng đừng lo lắng. Giai đoạn đầu sẽ có khó khăn, nhưng sau đó bạn sẽ sớm gặt hái được thành quả tương xứng với công sức bạn bỏ ra. Ngoài ra, khi có những sai lệch nhỏ trong kế hoạch quản lý tài chính thì nên điều chỉnh. Đừng vội vàng giấu nó đi khiến vấn đề của bạn vẫn nằm nguyên đó và gây trở ngại cho bạn. Bạn phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Xét phương diện tình duyên, gia đạo tuổi Mậu Thân 1968 tháng 7 âm lịch. Tháng này con giáp tuổi Mậu Thân có xu hướng đề cao cái tôi hơn, nên xem nhẹ mong muốn của đối phương và đó cũng chính là tác nhân gây ra căng thẳng giữa hai người trong tháng 7 âm lịch này. Để cải thiện tình hình, các bạn hãy dành thời gian với người lớn tuổi khi bạn rảnh rỗi. Giao tiếp tốt với họ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống sau này của hai bạn, đồng thời cũng giúp mối quan hệ của hai bạn phát triển ổn định. Nhìn chung, đừng bỏ bê người ấy với bất kỳ lý do công việc hay quá bận rộn. Nếu cả hai có nhiều tương tác với nhau hơn thì mối quan hệ sẽ ngọt ngào hơn. Lời khuyên cho bạn đó là cần biết cái gì nên nắm, cái gì nên buông, nếu không cuộc sống của bạn chỉ toàn là áp lực mà thôi. Trong khi đó, một mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh thì sẽ mang lại cho bạn niềm vui và nghị lực sống. Do đó, bạn nên dành thời gian để xem xét lại, người độc thân có thể đang phân vân lựa chọn giữa những người đang đến với mình. Tuy nhiên nhưng đừng trở nên quá ảo tưởng chỉ vì có nhiều cơ hội, bạn phải hiểu đúng vị trí của mình thì mới tìm được một nửa phù hợp. Xét phương diện sức khỏe tuổi Mậu Thân 1968 tháng 7 âm lịch. Theo tử vi, tháng 7 âm lịch là lúc thời tiết hanh khô, khí âm suy hư gây ho, ngứa rát họng, khô da, bản mệnh nên lưu ý uống nhiều nước. Hoa quả để bổ sung nên tránh sử dụng những thực phẩm đồ uống như rượu bia, cà phê và các chất kích thích khác. Hãy quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe hệ tiêu hóa, đồng thời chịu khó vận động và uống bổ sung các loại thực phẩm chức năng nhưng với lượng vừa phải nếu cần. Ngoài ra, thời điểm cửu tử bay về vị trí trung cung, bản mệnh đề phòng các bệnh liên quan đến mắt và tim, tránh làm việc hoặc lao động quá sức. Ngoài ra, cũng không nên ăn đồ quá mặn, quá ngọt, quá cứng, nên bổ sung nước thường xuyên, không cần đợi phải khát mới uống. Tháng cô hồn, thêm tác động của thái tuế gây điềm không lành, dễ xảy ra tai nạn bất ngờ. Vì thế, thời gian này bản mệnh cẩn thận trong công việc khi xuất hành xa, hạn chế việc đi làm, đi chơi về khuya trong thời gian này. Tiếp theo đây là ngày may mắn trong tháng 7 âm lịch tuổi Mậu Thân 1968. Vận trình tháng mới của Mậu Thân có nhiều khởi sắc rất đáng mong chờ. Cơ hội chỉ dành cho người nhanh tay, chậm trễ thì chỉ có thể ngậm ngùi nhìn người khác tỏa sáng để không rơi vào tình huống đó. Hãy nhanh tay dùng những ngày vượng vận dưới đây. Ngày mùng 1 âm lịch. Có cơ hội gặp được quý nhân, được nâng đỡ và chỉ dẫn tận tình để tìm ra phương hướng phù hợp, khả năng lãnh đạo và xoay chuyển tình thế cũng được thể hiện. Ngày mùng 6 âm lịch. Những ai muốn sớm thoát khỏi tình trạng độc thân thì hãy năng nổ tham gia các cuộc tụ họp, gặp gỡ, hẹn hò ngay hôm nay. Nhân duyên mở lối cho bạn sớm tìm thấy một nửa phù hợp với mình. Ngày 11. Dù là người độc thân hay đã có đôi đều gặp nhiều may mắn trong tình cảm, dù có rạn nứt cũng sẽ nhanh chóng được hàn gắn. Hãy nhanh chóng sắp xếp một cuộc hẹn để hâm nóng mối quan hệ nhé. Ngày 13, tình yêu là nguồn cảm hứng lớn lao của bạn trong cuộc sống. Cả hai đều trân trọng mối quan hệ này vì hiểu rằng đối phương chính là người phù hợp nhất với mình. Người độc thân hãy tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài mới mong sớm cải thiện tình hình hiện tại. Ngày 18, có cơ hội trúng xổ số,
nhận quà hoặc được trả một món nợ từ lâu, những người đầu tư chứng khoán cũng có thể gặp may, lợi nhuận thu về nhìn hơn những người khác. Ngày 24, sự nghiệp có bước chuyển ngoặt tích cực, dễ được quý nhân phù trợ, giúp đỡ để phá vỡ thế bế tắc. Ngày 25, có lợi cho những người phải làm ăn xa, dễ nhận được sự giúp đỡ của người bản xứ. Ngày 29, có cơ hội thể hiện bản thân, chứng tỏ vai trò không thể thiếu của bản thân trong công việc. Đây sẽ là một bước tiến không nhỏ trong tiến trình phát triển của bạn. Tiếp theo đây là tháng sinh may mắn cho tuổi Mậu Thân 1968. Đầu tiên, chúc mừng người tuổi Mậu Thân sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 lịch âm rơi vào tiết Kinh Chập, người tuổi Mậu Thân sinh vào khoảng thời gian này tính tình có phần cố chấp. Tuy được ơn mưa móc quý nhân độ mệnh, nhưng quan lộc không dài, sự nghiệp phát triển đến một ngưỡng nào đó dễ bị suy thoái. Người tuổi này sinh tháng 2 âm lịch có vận mệnh cuộc đời không được tốt cho lắm. Tháng sinh này khiến cho bản mệnh tuy thông minh đỉnh ngộ, có tài năng, có thực lực, cũng được gia đình hỗ trợ rất nhiều, nhưng quan lộc không bền, tại chức tại vị không được lâu dài. Đường tài lộc thăng trầm bất định, khi thì tiền tài ào ào đổ về nhà, khi thì không có một xu dính túi. Điều này phần nhiều là do tuổi Mậu Thân bị tiểu nhân quấy phá. Tiểu nhân ở ngay bên cạnh mình, hiểu rõ về mình, nên khi nổi tâm phản bội thì dễ khiến cho con giáp này điêu đứng, chịu đủ mọi tổn thất to lớn về mình. Người sinh tháng 2 âm lịch nên thận trọng, cẩn tắc vô áy náy, chớ để kẻ xấu có cơ hội lợi dụng mà bán đứng mình. Từ nhỏ nên tự rèn luyện nguyên tắc xử lý công việc một cách ngay thẳng, chính trực, không để cảm xúc dẫn đường mà mắc phải sai lầm. Hơn nữa, đừng chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt mà gạt bỏ hết những nguy cơ tiềm tàng phía sau đó, bởi đó sẽ chính là hồi kết cho may mắn của bản mệnh. Con giáp này biết tận dụng cơ hội để gây dựng sự nghiệp, tạo dựng cuộc sống sung túc. Sang tháng 7 âm, con giáp này biết tận dụng các mối quan hệ, biết nắm bắt thời cơ. Tử vi dự báo rằng thời gian này, người tuổi này có cơ hội lội ngược dòng, tài vận có chuyển biến tích cực. Con giáp này biết tận dụng thế mạnh của bản thân, phát huy năng lực đúng chỗ để chạm đến thành công, bản mệnh có thể kết thúc chuỗi ngày vất vả. Không những vậy, con giáp này còn được quý nhân trợ giúp, đưa đường chỉ lối, tạo điều kiện gây dựng cuộc sống thoải mái, đủ đầy, bản mệnh càng chăm chỉ làm việc, càng kiếm được nhiều tiền. Vận mệnh người tuổi Mậu Thân sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch trùng với tiết Lập Hạ, người tuổi Mậu Thân sinh vào tháng này lúc nào dáng vẻ cũng tất bật, vội vàng, có tài năng đấy nhưng chưa chắc đã được hưởng phúc. Là người thông minh tài trí, họ có thể cả đời vinh hoa, được người xa gần biết đến, tuy nhiên làm việc để cảm xúc lấn át lý trí nên hung cắt đan xen. Cũng may có người giúp đỡ nên vận trình không quá sa sút. Tử vi phương Đông tiết lộ người sinh tháng 4 âm lịch sức khỏe tốt, ít khi ốm đau, có điều người này phúc lộc cha ông mỏng, không được hưởng nhiều sự trợ giúp của gia đình, có tài có trí, luôn chăm chỉ làm việc nhưng chưa chắc đã thắng được mệnh trời, khó làm nên nghiệp lớn. Cá thần vùng vẫy vượt qua đăng, được nước nào ai dám dỉ răng, cưỡi gió dương vây lên cửa vũ, sông mây rẽ sóng động vầng trăng, giết dâu ngứa vẫy không tìm lối, chê chuối theo đuôi dễ mấy thằng, gặp hội hóa rồng nơi chót vót, đã lên bay bỗng tích bao chừng. Tới tuổi trung niên, họ mới dần đạt được những điều mình ước nguyện, cơm ăn áo mặc đủ đầy chẳng thiếu thứ gì, nhưng cuộc đời người sinh tháng 4 âm lịch luôn bị thị phi quấy rối. Chuyện khẩu thiệt thị phi vây quanh, bản thân họ khó giữ được bình tĩnh hay gây mâu thuẫn với người khác, nhân duyên vì thế kém vượng. Tài lộc khá ổn nhưng vẫn có những lần hao tổn tài lộc nhỏ, con giáp may mắn này sẽ bước vào đại vận vượng tài, nên đón nhận những cơ hội phát tài. Chỉ cần không bỏ lỡ thì chắc chắn đây sẽ là thời điểm bội thu về tiền bạc cũng như có thêm của cải cho bạn. Ngoài ra khi tài tinh nhập mệnh, công việc của con giáp này đi lên như diều gặp gió, làm một thu 10, công danh rộng mở, thu nhập dồi dào. Về chuyện tình cảm, mối quan hệ của các cặp đôi tuy không còn nồng nàn như thuở mới yêu, nhưng đã bước vào giai đoạn vô cùng ổn định. Còn với những người còn cô đơn lẻ bóng, dường như sự ân cần và tinh tế của một người đang khiến trái tim bạn đập loạn nhịp. Tiếp theo là vận mệnh người tuổi Mậu Thân sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tiết mang chủng, người tuổi Mậu Thân sinh tháng 5 âm phải chịu nhiều vất vả trong cuộc đời, cũng trải qua nhiều biến cố lớn, họ là người có nghị lực, có ý chí phấn đấu, cũng sống biết điều, kính trên nhường dưới, biết tiến biết lùi, song đường tại lộc có phần ảm đạm, đôi khi cũng vướng phải chuyện khẩu thiệt thị phi. Người này tự lực tự cường, không dựa dẫm vào ai mà tự nuôi sống bản thân bằng chính sức mình, sinh vào tháng 5 âm lịch. Con giáp này không có tổ nghiệp cha ông để lại, cũng không được gia đình hỗ trợ gì nhiều, phải chịu nhiều khổ cực, sớm ra đời làm việc. Họ cũng lập gia đình khá sớm, gánh nặng trên vai càng thêm nặng, thời trai trẻ cuộc sống khá vất vả, tuy nhiên người này không vì thế mà suy nghĩ bi quan, tiêu cực, họ vẫn lạc quan, đối nhân xử thế chỉnh chu, khiêm nhường, ham học hỏi,
cũng thường xuyên giúp đỡ mọi người. Ông trời chẳng phụ lòng người, sự nghiệp của người tuổi này sinh tháng năm âm cũng được nhiều người tương trợ. Từ tuổi trung niên, vận trình của bản mệnh dần tăng tiến, hậu vận vô cùng tốt đẹp, tài lộc dồi dào, hạnh phúc viên mãn. Sang tháng 7 âm này, cuộc sống của Mậu Thân sẽ có dấu hiệu chuyển biến tích cực, những khó khăn đang tồn đọng đều có hướng giải quyết bất ngờ. Bên cạnh đó, con giáp còn gặp được quý nhân tốt, đưa đường chỉ lối làm giàu và tạo điều kiện xây dựng sự nghiệp trong năm sau. Vận tài của bạn thăng hạn không ngừng, thắng lợi trong công việc mang đến rất nhiều tiền của, con đường tình duyên của trở nên vượng sắc với người tuổi Thân. Nếu còn độc thân, bản mệnh sẽ gặp được đối tượng hợp ý, hỷ sự tìm đến tận nhà, còn nếu là người đã có gia đình sẽ có được hạnh phúc viên mãn. Vận mệnh người tuổi Mậu Thân sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm trùng với tiết Hàn Lộ, người tuổi Mậu Thân sinh tháng 9 âm lịch là người có tài, có tinh thần tự lập, lòng tự tôn cao, muốn tự lực cánh sinh chứ không muốn dựa dẫm vào ai. Tuy nhiên, sự nghiệp của người này gặp nhiều khó khăn, trắc trở, dù đã gần đến thành công nhưng vẫn có thể thất bại bất cứ lúc nào. Chuyện thị phi đeo bám, may mắn kém phần, cát hung song hành, có lúc thuận lợi, có lúc lại xui xẻo, mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên, cuộc đời bình phàm, không có gì đặc biệt. Tuổi Mậu Thân sinh tháng 9 âm vận mệnh thăng trầm bất định, khó có thể đoán định được, tuy có tài năng thực sự, tài trí hơn người, cũng có nhiều tài lẻ. Tinh thần làm việc nhiệt tình, luôn cầu tiến, ham học hỏi lại có ý chí phấn đấu, song vì cuộc đời không được nhiều quý nhân trợ giúp nên sự nghiệp hay gặp phải trở ngại ngáng đường. Thử làm theo lời Phật dạy để quý nhân luôn bên mình, đôi khi họ thất bại là vì có chí nhưng không có gan thực hiện, chỉ chỉnh chu làm những việc mình biết mà không dám mạo hiểm. Có điều, họ là những người có thiên hướng nghệ thuật, nếu phát triển theo hướng này và đào sâu nghiên cứu thì có khả năng giành được nhiều thành tựu lớn đáng ngưỡng mộ. Những người thuộc con giáp này thường thông minh, nhanh nhẹn, rất giỏi trong việc tìm kiếm các cơ hội và luôn phấn đấu không ngừng để thực hiện được mơ ước của bản thân. Do đó, không chỉ sự nghiệp của con giáp này thăng tiến nhanh chóng mà tài phú cũng rất dồi dào. Bên cạnh đó, với khả năng kiếm tiền linh hoạt và sự may mắn trời ban, bạn sẽ có được những khoản thu nhập ngoài dự kiến, đồng thời cũng nắm bắt được những thời cơ đầu tư đem lại khoản tiền kếch xù. Cuối cùng là người tuổi Mậu Thân sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết Đại Tuyết, người tuổi Mậu Thân sinh vào tháng này cuộc đời phải trải qua nhiều sóng gió. Bản thân họ cũng là người hay ưu phiền, tinh thần bất ổn, nhìn cuộc sống tiêu cực, không có ý chí phấn đấu, càng không có tham vọng gì trong cuộc sống. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng 11 âm tính khí có phần thất thường, hay nổi nóng, nhưng tính thẳng thắn nên dễ đắc tội với người, lại càng hay gây chuyện, tự tạo kẻ thù, là người có tài năng, họ không sợ ác bá cường quyền, hay giúp đỡ người yếu hơn mình, trung vận bắt đầu có may mắn, sự nghiệp khởi sắc dần. Song cần chú ý điềm báo cho thấy khoảng thời gian này, bản mệnh có họa sát thân, làm gì cũng phải thận trọng, thử áp dụng cách hóa giải vận xui này nhé. Cuộc sống hôn nhân cũng phải trải qua nhiều thăng trầm, song cuối cùng vẫn được viên mãn, sau cơn mưa trời lại sáng, hậu vận tốt đẹp, an nhàn hưởng phúc. Con giáp này vốn dĩ cũng có phúc có lộc khi mà gia đình hòa mục, cha mẹ thương yêu, thời còn nhỏ họ học hành chăm chỉ, cũng giành được không ít thành tựu, là con ngoan, trò giỏi. Tâm địa thiện lương, chẳng suy nghĩ xấu xa độc ác với ai, định mệnh an bài, sinh tháng 11 không phú tất quý, có địa vị cao trong xã hội, được bao người nể vì, cuộc sống của người này an nhàn, tuổi già hưởng phúc, chẳng phải lo lắng, suy nghĩ gì nhiều. Sang tháng 7 âm lịch, tuổi Mậu Thân sinh tháng 11 âm lịch có thêm tự tin để hoàn thành công việc và theo đuổi các mục tiêu, sự nghiệp của mình. Ngày hôm nay, bản mệnh cũng có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể hỗ trợ đắc lực cho quá trình phát triển của bản mệnh lên một tầm cao mới. Con giáp này nên tận dụng tối đa để tăng thêm lợi thế cho mình. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng quên rằng những sự giúp đỡ này chỉ là tạm thời. Nếu muốn phát triển một cách bền vững, thì bản mệnh vẫn cần phải dựa vào chính năng lực của bản thân mình. Bản mệnh nên dành thêm thời gian để học hỏi, nâng cao năng lực và tích lũy kinh nghiệm để có thể định hướng con đường phù hợp cho bản thân. Quý vị thân mến, với Phật giáo, người với người sinh ra là bình đẳng không phân nam nữ, không kể yếu mạnh, nhưng đặc biệt, Phật dạy tâm không tà niệm, không nổi tà dâm thì có thể tích ba loại thiện. Người đàn ông hãy trân trọng phụ nữ, biết giữ lễ độ, không phạm phải phụ nữ, không tổn thương phụ nữ, chắc chắn sẽ có những hồi đáp xứng đáng. 1. Không sợ hãi. Người làm việc xấu không thể nào ngủ thẳng giấc, ăn thẳng bữa được, xúc phạm tới phụ nữ trước lo pháp luật, sau lo người đời, nếu không nghiêm trọng tới mức bị xét xử chịu tội, thì trăm năm bia đá đã mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ, tiếng xấu muôn đời, danh dự không còn, lúc nào cũng lo lắng không yên lòng.
người biết lễ độ, chừng mực, không làm điều gì khuất tất, mờ ám, không đối xử sai khác với phụ nữ, thì tâm thế thảnh thơi, tinh thần lịch thiệp, khí chất toát ra rạng ngời, vì đâu có sợ ai khơi ra chuyện, đâu có sợ người tìm đến bắt tội, nên ung dung mà sống, lòng thanh thản tất đời an vui. 2. Đoan chính gặp chính chuyên. Ở trên đời, nếu người đàn ông nào cũng biết giúp đỡ và yêu thương phụ nữ, thì đâu còn cô gái nào bất hạnh, lỡ dở, bản thân chính trực để gặp người trung thủy, đoan trang. Đây là nhân duyên, cũng là nhân quả hồi báo, thứ bản thân muốn, hãy hiện thực hóa bằng hành động, thứ bản thân không muốn, đừng để người khác phải chịu dày vò. Thái độ sống phản ánh giá trị của con người, giá trị ở đâu sẽ gặp người tương xứng, người đàn ông có lòng hào hiệp mới xứng để kết duyên với người phụ nữ thanh lịch, duyên dáng, phẩm chất cao, và ngược lại ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, kẻ vũ phu, khinh bạc phụ nữ sẽ không thể có duyên với người tốt. 3. Tình yêu thương. Và quan trọng nhất trên cuộc đời này là phúc báo tốt nhất mà Phật dạy chúng sinh hướng đến chính là yêu thương. Đối với nhau nhân hậu thì đời nhân hậu biết bao. Dù phái mạnh hay yếu, dù người nam hay nữ, người với người vốn cần tôn trọng và tấm lòng, đối xử tốt không chỉ để nhận phúc báo, tích nghiệp lành, nghiệp thiện, mà còn để người với người đong đầy sự cảm thông, yêu mến, quý trọng và tin tưởng. Bầu không khí ấy mới là hạnh phúc đích thực, là sự dịu dàng nhất, tốt đẹp nhất. Chắc hẳn rằng rất nhiều người sẽ cảm thấy không đồng tình với quan điểm trên, nữ giới có sự bình đẳng và năng lực công bằng với nam giới, tại sao lại gán cho họ những điều như là vậy? Ấy là bởi trên đời có một điều gọi là thiên chức và bản năng, chọn lọc tự nhiên đã sản sinh ra phụ nữ là giống loài có đặc tính mềm mỏng, dịu dàng và hướng về mái ấm. Đặc tính loài ấy biểu hiện ngay từ ngoại hình, thể chất và cả tâm sinh lý, dù mạnh mẽ và hướng ngoại đến đâu, phụ nữ cũng cần vẻ đằm thắm, cách thể hiện thì phong phú nhưng nội hàm chỉ có một. Phúc đức tại mẫu, phụ nữ có nội hàm thì phúc đức dài lâu, phụ nữ phải kín đáo, hướng nội và chu đáo, vì một người phụ nữ không chỉ quyết định đời của chính họ, mà còn ảnh hưởng tới gia đình, con cái và người chồng. Đàn ông là trụ cột gia đình về kinh tế, nhưng phụ nữ mới quyết định sự hưng suy của một mái ấm. Việc có thể hiền hậu, nội tâm và biết điều hay không chính là điều quyết định người phụ nữ ấy có thể là một người nuôi dưỡng tốt không. Nữ nhân thuần âm, âm sẽ kín, không phải là biểu hiện bên ngoài hay phô trương, ăn mặc kín đáo, tính cách kín đáo. Nam ứng với trời, nữ ứng với đất, đất là không kín hoặc kín không tới, thì khác nào sa mạc, mà sa mạc thì nào có cây cối nào sinh trưởng, tươi tốt sung xuê được. Phụ nữ không kín đáo thường không có phúc báo là vậy, phụ nữ càng biết khiêm cung và ôn thuận thì phúc báo càng lớn, vì nhẹ được thì tất gánh được trọng trách. Nữ cường nhân thì oai phong, phụ nữ thành đạt thì được ngưỡng mộ, nhưng sau tất cả hãy hướng về mái ấm và tình thân. Thế mạnh của phụ nữ là lấy nhu thắng cương, lấy yếu đối mạnh, lấy sự dịu dàng đánh bại cương quyết, đó mới là biết tiến biết lui, vẹn toàn đôi bên. Nội tâm của người phụ nữ chính là bảo bối, càng kín kẽ thì càng an toàn, càng trầm ổn thì càng rạng rỡ. Bất luận là đối diện với điều gì đều giữ lấy cốt lõi của mình, đấu đá, tranh chấp hay phô trương thanh thế không thể khiến một người phụ nữ trọn vẹn viên mãn. Theo đuổi thành công và theo đuổi cả hạnh phúc, mạnh mẽ cương trực và dịu dàng, hòa nhã, luôn sẽ giúp mọi người phụ nữ hài lòng với chính mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những luận giải dựa theo tử vi khoa học dành cho 12 con giáp. Nếu như cô bác anh chị có băn khoăn thắc mắc về vận số của mình, hãy để lại câu hỏi và ngày tháng năm sinh âm lịch. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết và gửi đến quý cô bác anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.